6.500 bầu chuỗi ngọc. Nhà em đóng một cái túi như này là 50 bầu, rơi vào khoảng là 130 bầu túi đấy anh ạ. Bắt đầu đóng rồi nhá anh nhá. Cây đẹp lắm, gọi là đẹp óng ánh luôn ấy. Dễ ra nhiều, mà hai nữa cây cắm dày dặn đẹp anh ạ. Đẹp lắm luôn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua chuỗi ngọc nhá thì vui lòng alo ạ, số điện thoại là 0977973535 ạ. Cảm ơn bạn ạ. Thế à, mày không gọi